Mời quý vị và các bạn đến với những tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Phong trào quốc gia không liên kết UNM, một tổ chức quần chúng được lập ra với mục đích gây sức ép buộc giới chức Mỹ thay đổi chính sách đối với Israel trong bối cảnh xung đột đang gia tăng ở dải Gaza Palestine, mới đây tuyên bố không ủng hộ bà Kamala Harris trở thành Tổng thống Mỹ. Phát biểu trong buổi họp báo trực tuyến vào sáng ngày 19 tháng 9, Abbas Alawir, một trong các lãnh đạo tổ chức cho biết, quyết định trên được đưa ra do Phó Tổng thống Harris không phản hồi yêu cầu tham dự cuộc gặp với đại diện và gia đình những người Palestine thiệt mạng ở dải Gaza trước thời điểm hạn chót là ngày 15 tháng 9. Dù xác định lập trường phản đối cựu Tổng thống Donald Trump, người có những chương trình nghị sự bị nhóm cho là gia tăng đổ máu tại dải Gaza, phong trào quốc gia không cam kết cũng nêu rõ chủ trương không ủng hộ các ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ nếu họ không có động thái ngừng viện trợ vũ khí cho Israel. Thậm chí, các lãnh đạo phong trào quốc gia không cam kết còn kêu gọi các thành viên cân nhắc bỏ phiếu cho ứng cử viên bên thứ ba hoặc ngồi ngoài cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Theo các nhà phân tích, động thái trên có thể gây rắc rối cho bà Harris, người cần sự ủng hộ từ các nhóm cử tri lớn của Đảng Dân Chủ để nắm chắc phần thắng trong cuộc bầu cử dự kiến có kết quả rất xích sao. Điều này cũng nói lên sự xa lánh đối với Phó Tổng thống Mỹ từ không chỉ các cử tri gốc Ả Rập và Hồi giáo ở các tiểu bang chiến địa, mà còn là các nhà hoạt động cấp tiến, những người có khả năng huy động một lượng đông đảo người ủng hộ đến các điểm bỏ phiếu. Giọt nước tràn ly. Theo kênh Al Jazeera, thông báo hôm 19 tháng 9 của phong trào quốc gia không cam kết là diễn biến mới nhất trong chiến dịch kéo dài nhiều tháng của nhóm phản đối chiến sự tại dải Gaza. Ngay từ giai đoạn bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ hồi tháng 2, các nhóm này đã huy động cử tri bỏ phiếu trắng trên phiếu bầu của mình nhằm phản đối các chính sách ưu ái Israel của Tổng thống Joe Biden, khi đó còn là ứng viên Tổng thống năm 2024 của Đảng Dân Chủ. Kết quả là hơn 700.000 cử tri của Đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu trắng tại vòng bầu cử sơ bộ ở các bang Michigan, Minnesota và Wisconsin. Dù không rõ bao nhiêu người đã làm như vậy để phản đối chính sách của Tổng thống Biden đối với Israel, điều này cũng thúc đẩy cho sự ra đời của các tổ chức quần chúng như phong trào quốc gia không cam kết. Lãnh đạo tổ chức này từng nhen nhóm kỳ vọng khi cặp đôi Kamala Harris và Tim Walz được Đảng Dân Chủ đề cử làm ứng viên Tổng thống và Phó Tổng thống mới. Tuy nhiên, hy vọng đó nhanh chóng bị dập tắt bởi việc bà Harris nhiều lần ủng hộ duy trì viện trợ quân sự cho Israel và dường như không thay đổi các chính sách dưới thời Tổng thống Joe Biden ở Trung Đông. Điều này gây tâm lý thất vọng đối với các thành viên phong trào quốc gia không cam kết. Nhiều cuộc biểu tình của tổ chức này đã diễn ra nhằm vào chính lãnh đạo và các thành viên của Đảng Dân Chủ. Trong đó, đáng chú ý là cuộc biểu tình ngồi tại thành phố Chicago, bang Illinois trong thời gian diễn ra đại hội toàn quốc của đảng này. Lời tuyên bố không ủng hộ Phó Tổng thống Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng của phong trào quốc gia không cam kết chỉ là giọt nước tràn ly. Lesis Jaden, một lãnh đạo khác của tổ chức, thậm chí cho rằng chiến dịch tranh cử của bà Harris đang cố gắng chiêu dụ các thành phần có tư tưởng giống cựu Phó Tổng thống Dick Cheney, người được cho là kiến trúc sư cho những cuộc can thiệp quân sự tài tiếng của Mỹ vào khu vực Trung Đông dưới thời Tổng thống George Bush. Thiểu số then chốt. Nhiều cuộc thăm dò gần đây cho thấy một tỷ lệ lớn người Mỹ, đặc biệt là các cử tri Đảng Dân Chủ, phản đối việc tiếp tục chuyển giao vũ khí cho Israel trong bối cảnh xung đột tại dải Gaza tiếp tục gia tăng. Các cuộc khảo sát trên cũng nhận thấy tâm lý vỡ mộng bao trùm những thành phần cử tri người Mỹ gốc Ả Rập, một nhóm nhân khẩu học tương đối nhỏ nhưng có vai trò đáng kể trong việc định đoạt kết quả bầu cử ở các tiểu bang chiến địa quan trọng. Một báo cáo do Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo công bố trong tháng này cho thấy sự ủng hộ dành cho Jean Stein, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Xanh, đã vượt qua sự ủng hộ dành cho Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump trong cộng đồng những người Hồi giáo ở một số tiểu bang chiến địa. Asad Hassan, một chiến lược gia cấp tiến của Đảng Dân Chủ, cho rằng việc mất đi sự ủng hộ của các tổ chức như phong trào quốc gia không cam kết, chiến dịch tranh cử của bà Harris đang thất thế ở cả cấp độ con người lẫn đại cử tri. Ông Hassan nói, đây là một nhóm người nói chung có cùng tư tưởng với Đảng Dân Chủ và rất năng nổ chiến dịch tranh cử của bà Harris. Bà ấy cũng chẳng mất gì khi gặp gỡ họ và những gia đình bị ảnh hưởng bởi xung đột ở dải Gaza. Với tư cách là một người ủng hộ, tôi hoàn toàn thất vọng về chiến dịch của bà Harris và ông Tim Walz. Sally Howell, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Người Mỹ gốc Ả Rập thuộc Đại học Michigan, Mỹ, nhận định Đảng Dân Chủ đang chịu đòn sáng mạnh từ các cử tri gốc Ả Rập. Việc không còn được phong trào quốc gia không cam kết hậu thuẫn có thể gây tổn hại hình ảnh của đảng này, kể cả với những cử tri không thuộc phe cấp tiến. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 9, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã tổ chức cuộc vận động tranh cử đặc biệt tại bang Michigan, thu hút sự quan tâm của nhiều cử tri, do có sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng hàng đầu, trong đó có huyền thoại truyền hình Oprah Winfrey với vai trò là người dẫn chương trình. Các ngôi sao Hollywood, trong đó có Jennifer Lopez,
Mary Stepp, Julia Roberts, Chris Rock và Ben Stiller đã tham gia sự kiện Unite for America, tạm dịch là Đoàn kết vì nước Mỹ, qua truyền hình trực tiếp từ xa để ủng hộ bà Harris. Bắt đầu sự kiện, bà Winfrey đã hỏi bà Harris về cảm nghĩ khi trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, thay thế Tổng thống Joe Biden đương nhiệm. Bà Harris chia sẻ, trong cuộc sống mỗi người đều có những lúc phải tiến lên phía trước, đồng thời kêu gọi người Mỹ cần phải đoàn kết để tránh những nỗ lực chia rẽ. Bà Harris cũng nhắc lại một số những điểm chính trong chiến dịch tranh cử của mình, từ luật phá thai đến kinh tế, nhập cư và kiểm soát súng. Khán giả cũng có cơ hội chia sẻ những câu chuyện của mình liên quan tới các chủ đề được nhắc tới. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang ở vào giai đoạn quyết liệt, khi chỉ còn hơn 40 ngày nữa là đến ngày bỏ phiếu. Phó Tổng thống Harris và đối thủ của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump đang cạnh tranh sít sao. Một cuộc thăm dò gần đây của tờ New York Times, CNN cho thấy, dù bà Harris dẫn trước ở bang chiến địa Pennsylvania, song cả hai ứng cử viên dường như vẫn ngang tài ngang sức trên toàn quốc. Cả hai ứng cử viên đều đang tích cực tìm kiếm sự ủng hộ của các công đoàn. Trong một bước lùi đối với bà Harris, Liên đoàn Teamster hôm 18 tháng 9 đã lần đầu tiên quay lưng với ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ sau 25 năm. Tuy nhiên, một số chi nhánh Teamster địa phương đại diện cho 1 triệu thành viên tuyên bố vẫn ủng hộ chiến dịch của bà Harris. Liên quan tới cuộc đua vào Nhà Trắng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hôm 18 tháng 9 đã lần đầu tiên cắt giảm lãi suất cơ bản sau 4 năm. Động thái này đánh dấu lần gần nhất thể chế tài chính nước Mỹ khởi động một chu kỳ nới lỏng ngay trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống trong gần nửa thế kỷ qua. Mặc dù lãi suất hiếm khi được giữ nguyên trong các năm bầu cử, việc khởi động một chu kỳ nới lỏng hoàn toàn mới trong chưa đầy 10 tuần trước ngày bầu cử chỉ xảy ra trong 2 lần trước đó vào các năm 1976 và năm 1984. Là một cơ quan độc lập, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Jerome Powell luôn khẳng định rằng các yếu tố chính trị, bao gồm thời điểm bầu cử không ảnh hưởng đến quyết định của họ về lãi suất. Ông Powell phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hồi cuối tháng 7. Đây là cuộc bầu cử Tổng thống thứ tư của tôi tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Bất cứ điều gì chúng tôi làm trước, trong hoặc sau cuộc bầu cử đều dựa trên dữ liệu, triển vọng và sự cân bằng giữa các rủi ro, chứ không phải bất kỳ yếu tố nào khác. Tuy nhiên, không phải ai cũng tin điều đó. Đầu năm nay, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump từng nói rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể hạ lãi suất để hậu thuẫn cho Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11. Ông Trump thậm chí còn cho rằng các tổng thống nên có quyền can thiệp vào quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Trong khi đó, Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, chỉ tuyên bố sẽ tôn trọng sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Bà Harris nói, khi trở thành Tổng thống, tôi sẽ không bao giờ can thiệp vào các quyết định mà thể chế này đưa ra. Theo hãng tin RT, trong ngày 19 tháng 9, hãng tin Bloomberg đã tiết lộ về Sở Mật vụ Mỹ chuẩn bị điều tra tỷ phú Elon Musk về những bình luận liên quan đến vấn đề ám sát các chính trị gia của Đảng Dân Chủ trên mạng xã hội X. Cụ thể, ông Musk đã có một bài đăng trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, sau khi cựu Tổng thống Trump bị ám sát hụt vào ngày 15 tháng 9. Nhưng nội dung của bài viết lại nói về Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Ông Musk viết, tại sao không ai cố gắng ám sát ông Biden hay bà Harris? Bài đăng của tỷ phú công nghệ Mỹ đã nhanh chóng vấp phải phản ứng dữ dội từ những người ủng hộ Đảng Dân Chủ. Họ cho rằng ông Musk đang cố gắng kích động bạo lực thông qua nền tảng mạng xã hội của mình. Ông Musk sau đó đã xóa bài đăng và giải thích đây chỉ là một trò đùa. Tỷ phú công nghệ giải thích rằng, tôi đã rút ra được bài học, một trò đùa sẽ không còn vui nếu mọi người không hiểu rõ bối cảnh và nội dung văn bản thuần túy. Theo hãng tin Bloomberg, Sở Mật vụ Mỹ không cảm thấy bài viết kể trên là đáng cười và sẽ gặp mặt trực tiếp ông Musk nhằm yêu cầu tỷ phú Mỹ chứng minh ông không gây ra mối đe dọa nào đối với ông Biden và bà Harris. Trên thực tế, Sở Mật vụ sẽ mở cuộc điều tra khi họ cố gắng xác định xem một cá nhân có gây ra mối đe dọa đối với một trong những yếu nhân được cơ quan này bảo vệ hay không. Việc đe dọa Tổng thống hoặc Phó Tổng thống Mỹ là một vấn đề nghiêm trọng, có thể bị phạt tiền hoặc thậm chí là ngồi tù. Trong khi tỷ phú Elon Musk tuyên bố ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng, phần lớn nhân viên tại công ty của người giàu nhất hành tinh này lại quyên góp ủng hộ cho đối thủ của ứng cử viên Đảng Cộng hòa là Phó Tổng thống Kamala Harris. Theo Open Secrets, tổ chức phi lợi nhuận chuyên theo dõi các khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử của Mỹ và dữ liệu vận động hành lang, đa số nhân viên tại các tập đoàn Tesla, SpaceX và X đã quyên góp cho ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Cụ thể, nhân viên tại Tesla đã đóng góp 42.824 đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử của bà Harris, cao hơn so với mức 24.840 đô la Mỹ cho chiến dịch của ông Trump.
Nhân viên tại tập đoàn hàng không vũ trụ SpaceX cũng đã quyên góp 34.526 đô la Mỹ cho bà Harris so với mức 7.652 đô la Mỹ cho ông Trump. Trong khi đó, nhân viên của mạng xã hội X đã ủng hộ 13.213 đô la Mỹ cho bà Harris so với con số chưa đến 500 đô la Mỹ cho ứng cử viên Donald Trump. Mặc dù các con số này tương đối nhỏ đối với việc gây quỹ cho chiến dịch, nhưng phản ánh khuynh hướng chính trị trái ngược với chính tỷ phú Musk. Trước đó, người giàu nhất thế giới đã bày tỏ ủng hộ ứng cử viên Donald Trump trên mạng xã hội X. Tạp chí Wall Street Journal ngày 15 tháng 7 dẫn một số nguồn thạo tin cho biết tỷ phú Elon Musk cam kết đóng góp khoảng 45 triệu đô la Mỹ mỗi tháng cho American SpaceX, một ủy ban hành động chính trị ủng hộ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ, ứng cử viên Donald Trump. Ông Musk đã từng ủng hộ Tổng thống Joe Biden vào năm 2020, nhưng đã chuyển sang ủng hộ ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Cựu Tổng thống Trump đã tuyên bố nếu thắng cử, ông sẽ bổ nhiệm doanh nhân Musk làm người đứng đầu một ủy ban hiệu quả của chính phủ. Dữ liệu từ OpenScript bao gồm các khoản quyên góp từ nhân viên và chủ sở hữu công ty, các thành viên gia đình, trực hệ của những cá nhân đó. Luật tài chính bầu cử cấm các công ty tự quyên góp cho các chiến dịch liên bang. Nội dung vừa rồi cũng kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.